Xin chào tất cả các bạn, mình là Xuân và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái kèo Aerox của Hyperspeed Network có ký hiệu token là HSN nhé. Thì khi mà tham gia cái kèo Aerox này, các bạn sẽ nhận được 50 cái token HSN đấy. Nó tương đương trị giá là với trị giá là 10 USDT. Và ngoài ra khi các bạn giới thiệu người tham gia, các bạn sẽ nhận được thêm 5 HSN nữa tương đương với 1 USDT nhé. Các cái nhiệm vụ của nó thì cũng khá đơn giản. Mình nói qua về cái Hyperspeed Network này này. Nó là một cái mạng nó là, mình có thể dịch luôn cho các bạn trên này nhé. Nó là một cái mạng công cộng đầu tiên ứng dụng blockchain và kết hợp với cả công nghệ 5G ấy. Đấy, là mạng sinh thái giá trị ứng dụng chuỗi công cộng cộng với 5G trên thế giới này. Đấy. Dụng cả blockchain vào đây nữa. Thì các nhiệm vụ các bạn cần hoàn thành thì nó cũng khá là đơn giản thôi, chỉ cần follow họ một trong các cái tài khoản xã hội này mà kể dưới này này. Đấy. Và thứ hai là join vào một trong bốn cái group Telegram này, mình không hiểu sao. Group Telegram này nó chỉ có 4 nước này thôi, lựa chọn có 4 nước này mà không có của phần của English, nước Anh thì không rõ. Sau khi các bạn join group xong thì các bạn sẽ gõ là 2HSN lên như nó ấy này. Sau khi mà các bạn ấy xong á, thì các bạn sẽ làm, các bạn sẽ điền vào đây, xuống đây điền vào cái thứ nhất là cái dòng này là Telegram username này, cái thứ hai là tên mà Telegram mà các bạn cái group Telegram mà các bạn join vào đấy thì các bạn gõ vào đây, cái thứ ba đó là sau khi mà các bạn join vào cái group Telegram và xong các bạn viết là 2HSN xong ấy thì các bạn chụp lại màn hình và sau đó là up lên ở cái mục số 3 này. Up lên đó. Bước tiếp theo, bước số 4 đó là điền cái địa chỉ ví Ethereum của các bạn vào. Đây là phải địa chỉ ví nhé, không sử dụng cái địa chỉ Ethereum ở các sàn nhé. Dòng thứ 5 cuối cùng đó là cái dòng mà sẽ điền là cái người cái username người giới thiệu các bạn, thì các bạn sẽ gõ vào đây giúp mình nhé, là A Còng Nguyễn Xuân 68. Nếu như mà các bạn ấy thì mình cũng sẽ để ở ngoài cái bài hướng dẫn ấy, là cái này các bạn có thể copy ở ngoài bài hướng dẫn và các bạn dán vào đây luôn. Xong sau đấy các bạn ấn I'm not robot và gửi đi nhé, là ok. Rồi bây giờ mình sẽ làm. Rồi như trong cái này thì cái bước đầu tiên là follow một trong các cộng đồng của họ, thì mình sẽ chọn là theo dõi trên Twitter. Bước tiếp theo đó là chọn một cái group để tham gia, thì mình sẽ chọn group Malaysia đi. Malaysia. Rồi các bạn ấn vào join. Sau đó gõ 2HSN. Sao nó cứ bị thế này nhỉ? HSN. Gửi đi. Rồi. Sau đấy các bạn chụp cái màn hình nào. Ok. Rồi. Quay lại cái trang kia. Rồi điền thông tin Telegram của các bạn vào này. Telegram group các bạn join này. Đây các bạn sẽ ấn giữ vào cái đấy, giữ vào cái các bạn là cái group các bạn vừa join ấy. Một lúc thì nó ra cái dòng chép, thì các bạn ấn để chép vào nhé. Rồi
Xong sau đấy là tải cái ảnh của các bạn nào vừa chụp lên. Tải các bạn vừa chụp lên xong sau đó là điền ví SDH nha. Rồi sau khi các bạn điền xong thì cái dòng số 5 này các bạn sẽ điền là A còng Nguyễn Xuân 68 giúp mình nhé. Tên Telegram của người giới thiệu ấy. Hoặc là các bạn có thể copy cái này mình đặt ở trong phần mô tả nha. Sau đó các bạn sẽ ấn vào I'm not a robot. Chọn captcha theo yêu cầu của nó và sau đó các bạn ấn vào cái dòng này nha. Rồi sau khi các bạn ấn xong nó sẽ hiện ra cái bản này, tức là các bạn đã làm xong rồi nhé. Còn các bạn đã hoàn thành rồi đấy. Còn cái này như mình có vừa nói thì là nó sẽ diễn ra trong, đợi mình một chút này. Đây, cái sự kiện Aerob nó diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6, tức là nó bắt đầu từ ngày hôm qua rồi đến ngày 18 tháng 6. Và cái phân phối Aerob này sẽ được sắp xếp trong vòng 3 ngày làm việc sau khi hoàn thành sự kiện nhé. Đấy. À, cái token nó sẽ được gửi về cái địa chỉ ví ETH mà các bạn vừa điền nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.